liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Mở rộng điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 55 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo nguồn tin, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50 kg ma túy. Trước đó như đã thông tin, khoảng 8 giờ 45 ngày 16 tháng 3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Hải quan phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm 4 vali của các tiếp viên hàng không Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Sau đó, Chi cục Hải quan phối hợp Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân còn có tổng cộng 327 tuyếp kem đánh răng chưa mở nắp với nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuyếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nêu trên, phát hiện 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại ketamin và MDMA. Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định, khi 4 tiếp viên hàng không trên đang lưu trú tại Pháp, thì một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự các tiếp viên. Đến ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trên. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.